phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết. Ngư dân Làm giàu từ tố cáo tội phạm bắt đầu, Tô Hải ngoài ý muốn phát hiện mình có thể nhìn thấu biển rộng, hắn vốn định dựa vào bản lĩnh này về nhà bắt cá, làm giàu. Ai biết, ngày đầu tiên vừa ra biển, liền phát hiện một thùng bột trắng dưới biển. Tô Hải Alo, cục phòng chống ma túy sao? Tôi là ngư dân, tôi muốn báo cáo có một thùng bột trắng trong biển này bột trắng. Được rồi. Chúng tôi đến ngay. Anh tố cáo có thưởng 200 ngàn. Tô Hải. Alo, cục phòng chống ma túy sao? Vẫn là ta a, à, ta phát hiện một chiếc thuyền đánh cá kéo đầy phấn trắng, các ngươi mau tới a, à, cục chống ma túy. Tô Hải. Alo, cục phòng chống ma túy sao? Đúng vậy, lại là ta. Tôi đã tìm thấy một tàu du lịch bất hợp pháp ai đó đang buôn bán trái phép. Dê e à. Cho nên, ngư dân ngươi không bắt cá, chỉ tìm bọn buôn ma túy kiếm tiền thưởng đúng không? Bọn buôn ma túy ở vùng duyên hải này sẽ bị anh một lưới bắt hết. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Đáy biển trọng bảo, bột mì cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio hải vực nào đó ở Nam Hải. Mặt biển xanh biếc không tì vết, mênh mông vô bờ. Âm âm. Một chiếc thuyền đánh cá nhỏ cũ nát sơn xanh dưới động cơ Diagen BGM phá sóng đi về phía trước. Trên thuyền đánh cá. Ánh mắt Tô Hải nhìn chằm chằm mặt biển xanh thẳm, khóe miệng không kiềm chế được dương lên. Bộ dáng kia, giống như là dưới biển có bảo vật chờ hắn. Sự thật cũng chính là như thế sống cuồn cuộn ở trong đầu tô hải, giống như dòng suối nhỏ trong núi, trong suốt thấy đấy. Tuy rằng vị trí của tô hải chỉ là gần biển, nhưng vẫn có độ sâu 50 mét. Nước biển sâu 50 mét này, ở trong đầu tô hải, giống như không có gì. Rõ ràng có thể thấy được cá nhỏ, tôm nhỏ chậm rãi bơi lội trong nước biển. Và con cua hung hăng đó, đều ở trong lòng bàn tay tất cả đều bắt nguồn từ năng lực thấu thị đột nhiên xuất hiện trong đầu tô hải phát hiện năng lực rất đột nhiên một lần cùng đồng nghiệp câu cá giả ngoại tô hải phát hiện hắn chỉ cần tập trung lực chú ý ánh mắt có thể xuyên thấu qua mặt nước đục ngầu thấy rõ cá bơi trong nước lúc ấy làm cho hắn sợ ngay người tưởng rằng có mắt thấu thị kết quả tại mấy phen thí nghiệm hạ hắn phát hiện năng lực này chỉ có thể thấu thị chất lỏng như hồ nước nước biển các loại đối với chất trắng lại không có hiệu quả. Vì thế một cách tự nhiên, Tô Hải liền nghĩ tới biển rộng. Biển rộng vô cùng rộng lớn, có đủ loại giá trị đánh bắt cao, còn có vô số bảo tàng. Mà năng lực của hắn lại vừa vặn có thể nhìn thấu mặt biển. Nếu hắn ra biển đánh bắt, những thứ này đánh bắt, bảo tàng các loại, không phải đều là hắn trong túi đồ vật. Sau khi có ý tưởng, Tô Hải trực tiếp từ chức trở lại làng chài nhỏ sinh ra anh nuôi dưỡng anh. Bôn ba đường dài, Tô Hải cũng chưa kịp nghỉ ngơi. Chân trước chào ông nội, chân sau Tô Hải liền lái chiếc thuyền đánh cá cũ nát trong nhà ra khỏi biển. Chờ thuyền đánh cá chạy đến vị trí có thể xuống lưới. Tô Hải mới chậm lại tốc độ đi tới của thuyền đánh cá, tập trung chú ý nhìn về phía mặt biển. Trong lúc nhất thời, mặt biển vốn xanh thẳm, trong suốt thấy đáy. Dưới đáy biển cát sỏi tôm cua hoành hành ngang ngược phím ánh sáng nhạt, hiện ra trong đầu tô hải. Dưới năng lực thấu thị, đánh bắt, bảo vật trong biển, đều sẽ có gợi ý ánh sáng tương ứng. Dựa theo thí nghiệm của tô hải mà xem. Giá trị đánh bắt, bảo vật càng cao, ánh sáng càng sâu. Những con tôm cua dưới đáy biển này giá trị cũng không cao, hơn nữa số lượng còn ít, tô hải cũng không có ý định đánh bắt. Cố hết sức không có kết quả. Mà đúng lúc này, một đoàn cá xuất hiện trong phạm vi nhìn thấu của tô hải đàn cá số lượng không ít mỗi con đều hiện ra ánh sáng nhạt nhìn kỹ xuống cá bơi chỉnh thể hiện ra màu xanh đen lớn lên giống như chày gỗ tô hải biết rõ con cá này ô đầu đó chính là cá đầu đen đừng nhìn dáng dấp không được tốt lắm nhưng thịt của nó thập phần ngon vô luận là canh hầm hay là kho tàu đều là nhất tuyệt rất được các khách sạn lớn yêu thích chỉ là bởi vì đánh bắt quá mức, cùng với nguyên nhân kéo dài thời gian nghỉ đánh bắt, cá ô đầu trên thị trường cơ bản đều là nuôi trồng nhân tạo. Nhưng cho dù là cá đầu đen nuôi nhân tạo, giá cả cũng có thể bán được 7-8 đồng một cân. Mà giống trước mắt này một đám hoang dã ô đầu, bán cái 17-18 khối, tuyệt đối không thành vấn đề. Đơn giá đáng mừng, hơn nữa số lượng đám ô đầu này còn không ít, ít nhất hơn 10 con. Cái đầu cũng lớn, đám này thế nào cũng có bảy tám mươi cân. Đáng giá ra tay. Nghĩ vậy, Tô Hải cầm lưới đánh cá, dứt khoát lưu loát trực tiếp vung lên. Xoẹt một cái. Lưới ném tay có đường kính 3 mét đã được su hai thả thành thạo và từ từ chìm xuống biển với số lượng lớn các khối chì dọc theo mép lưới. Lưới đánh cá chậm rãi chìm xuống, thập phần đẹp mắt, giống như đóa hoa xinh đẹp. Nhưng đó là đối với cá mực trong nước biển. Nhưng trong vẻ đẹp lại mang theo nguy hiểm. Tay ném lưới, có nơi cũng gọi là thả lưới. Tên như ý nghĩa, chính là ném lưới hoàn toàn ra, thông qua khối chì bên cạnh lưới nhanh chóng chìm xuống thu nhỏ lưới đánh cá, tiến tới bắt cá. Bất quá ném lưới tay bình thường đều là ở khu vực nước nông mới có thể tiến hành đánh bắt. Lấy tay ném lưới đánh cá ở khu vực gần biển mấy chục mét này, Tô Hải cũng là người đầu tiên. Dù sao thông qua thấu thị, Tô Hải có thể hoàn mỹ khống chế vị trí đàn cá. Trong trường hợp này, lưới ném tay hiệu quả hơn nhiều so với các lưới đánh cá khác. Bất quá chỉ vài giây, tay ném lưới ngay tại Tô Hải tinh chuẩn ném xuống, hoàn mỹ bao lấy đàn cá. Thấy thời cơ thích hợp, Tô Hải kéo dây thừng. Nhất thời, lưới đánh cá nhanh chóng co lại lưới đánh cá dưới tác dụng của khối chi. Bởi vì tốc độ thu lưới của Tô Hải cực nhanh, đàn cá căn bản không kịp chạy thoát. Một lưới toàn bộ đều mang ra cho Tô Hải. Rầm rầm. Nước biển nhỏ giọt trên thuyền đánh cá. Từng con cá dài ba 40 cm, chỉnh thể màu xanh đen, ngắn mà thô như dùi gậy được vớt lên. Giải ngư, quá cân. Một lưới ô đầu này, trọng lượng 78 cân. Tính theo một cân 17 đồng. Loại bỏ tiền xăng dầu, còn có nhân công. Cái này một lưới cá thuần lợi nhuận, trực tiếp phá ngàn một lưới liền một ngàn khối. Cái này mỗi ngày dù là liền hạ một lưới, một tháng cũng có ba vạn khối A. Tô Hải Kinh hô lên. Từ chức về nhà, quả thật hành động sáng suốt. Bất quá Tô Hải cũng biết, hắn có thể có thu hoạch này, cũng là bởi vì mình có năng lực thấu thị. Còn những ngư dân khác đánh bắt cá lại hoàn toàn dựa vào may mắn, có thể vớt được cái gì là cái đó. Bắt được chút cá tạp cũng coi như là tốt, thậm chí vớt được giày rách rác rưởi gì đó, cũng là chuyện thường. Hơn nữa hiện tại ngư dân trong biển cạn kiệt, thời gian nghỉ đánh bắt kéo dài. Ngư dân bình thường không trả lại tiền xăng dầu, đều phải cảm ơn trời đất. Mà hiện tại Tô Hải nhưng là không giống nhau, có thấu thị năng lực hắn, nhưng là có thể nhìn rõ trong biển có cái gì đàn cá, giá trị bao nhiêu. Nó giống như có thể nhìn thấy chữ sau khi sơn sổ số, mua một cái chuẩn cho nên Tô Hải ra biển bắt cá, chỉ cần hắn muốn là có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhân dịp may mắn bắt được một con cá. Tô Hải lái thuyền đánh cá, tiếp tục đi về phía trước. Vừa lái thuyền, Tô Hải vừa nhìn động tĩnh trong nước biển. Ước chừng lại chạy hơn 10 phút. Trong nước biển, lại xuất hiện một đoàn bóng đen. Nhìn đàn cá quen thuộc trong nước, Tô Hải đều sửng sốt một chút. Hay lắm, lại là ô đầu bất quá số lượng một đám này so với lúc trước nhiều hơn. Nếu nói trước đó đàn cá bóng đen bất quá một cái bàn lớn nhỏ. Cái bóng đen trước mắt này, cơ bản có hai cái giường lớn như vậy. Nếu toàn bộ đều vớt lên, không được có hơn vạn. Ánh mắt Tô Hải sáng lên. Soát một cái, tay ném lưới lần nữa lưu loát tung ra. Đóa hoa xinh đẹp này lại mang theo đàn cá thắng lợi trở về lưới đánh cá bị tô hải chậm rãi kéo ra khỏi mặt biển. Bắt được rất nhiều cá, thậm chí chỉ dựa vào tô hải một người cũng không thể đem cái này lưới đánh cá cho kéo lên. Tô hải bước đầu ước tính. Cá lưới này, trọng lượng ít nhất 5-600 cân. Mượn dụng cụ trên thuyền, tô hải lao lực khí lực, rốt cục đem bắt được kéo lên. Vừa cân nhắc. Giỏi lắm. Một lưới cá này 680 cân. 17 đồng một cân, một lưới cá này liền phá vạn ánh mắt tô hải đều sáng lên thu hoạch của ngư dân cũng quá kinh người hai lưới cá thu nhập hơn vạn công phu một buổi sáng của hắn bằng hai tháng tiền lương của người khác tô hải quyết định loại công việc này về sau đều để cho hắn chịu đựng đi tô hải hắn không sợ mệt không sợ khổ mang theo kỳ vọng tốt đẹp cho cuộc sống tương lai tô hải đem một lưới cá này toàn bộ bỏ vào trong hồ cá. Chờ hết thảy bận rộn xong. Tô Hải lại tràn ngập chờ mong đối với biển rộng tràn ngập không biết cùng bảo tàng. Hơi suy nghĩ một chút. Tô Hải quyết định. Lại hạ ức võng. Có ý nghĩ, Tô Hải ánh mắt trực tiếp hướng về phía mặt biển, đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Đột ngột. Một ánh sáng xuất hiện sâu dưới đáy biển. Ánh sáng này thật sâu, tột đỉnh nếu nói lúc trước đàn cá đầu đen phát ra ánh sáng nhạt là đom đóm. Ánh sáng này, chính là mặt trời trên trời. Chương 2 Ra biển mò được ma túy Cảnh sát đều phủ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ánh sáng chói mắt chói mắt Tô Hải vội vàng dừng thuyền đánh cá lại, tập trung nhìn về phía ánh sáng. Nhìn thấu, thuyền đánh cá của Tô Hải ở phía dưới ước chừng 12-13 mét đáy biển, có một cái chói mắt quang mang khác với cá hồi. Đàn cá bơi lội trong biển, sau khi nhìn thấu, Tô Hải liếc mắt một cái là có thể nhận ra giá trị đàn cá. Mà ánh sáng này lại bị chôn vùi trong bùn dưới đáy biển. Tầm nhìn của biển Tô Hải chỉ có thể nhìn thấu nước biển, mà không thể nhìn thấu những bùn cát này. Nếu không phải sau khi thấu thì còn có thể nhắc nhở bảo vật, Tô Hải cũng có thể bỏ qua bảo vật này. Phải. Trong suy nghĩ của Tô Hải, ánh sáng chôn ở đáy bùn này đại biểu chính là bảo vật. Mặc dù có những con cá sẽ tự chôn mình trong buồn. Giống như lương, cá chạch. Nhưng giá trị của những con cá này tuyệt đối không đạt tới độ sáng như vậy. Xuống nước. Lao bảo. Sau khi có ý tưởng, Tô Hải trực tiếp cởi quần áo ra. Gió biển lạnh lẽo thổi qua đứng bên cạnh thuyền đánh cá. Tô Hải ánh mắt nhìn chầm chầm đáy biển chỗ sâu ánh sáng, hít sâu một hơi sau, trực tiếp một cái mảnh tử liền đâm vào mặt biển. Vị trí kim quang, bất quá chỉ sâu hơn 10 thước. Là một đứa trẻ lớn lên bên bờ biển. Nước sâu hơn 10 mét, đối với Tô Hải mà nói không tính là gì. Rùng ụt lỗ. Một loạt các mụn nước xuất hiện. Nước biển lạnh lẽo thấu vào. Trải qua một thời gian ngắn thích ứng, Tô Hải mở mắt ra. Đập vào mắt, trong nước biển sóng ánh nhộn nhạo, thỉnh thoảng có cá tôm nhỏ xẹt qua bên người. Một bức cảnh biển tuyệt đẹp đập vào mắt. Không thưởng thức quá nhiều cảnh đẹp này, Tô Hải trực tiếp đi về phía ánh sáng. Bất quá chỉ 10 giây. Tô Hải cũng đã đi tới vị trí kim quang. Đèn dò trên đỉnh đầu chiếu xuống, trên ánh sáng có một tầng bùn thật dày. Tô Hải trực tiếp đưa tay đào xuống. Chờ từng đoàn bùn bị đào ra. Một cái rương màu đen xuất hiện trước mặt hắn vật liệu của cái rương là nặng cứng, nhìn qua vẫn là một cái rương không thấm nước. Bởi vì Tô Hải nhìn thấy van giảm áp, một loại thiết bị phòng ngừa chênh lệch áp suất không khí trong ngoài khác nhau, không mở được thùng. Cái rương này vẫn rất lớn. Tô Hải khoa tay múa chân một chút, cái rương này dài 50cm, rộng 35cm, sâu chừng 20cm. Nhìn qua, ước chừng cỡ một cái bàn nhỏ. Học chống thấm nước dưới đáy biển. Chủ yếu là, cái rương này chính là lúc trước phát ra ánh sáng đồ vật. Thứ này rất đáng giá. Tô Hải không nghĩ nhiều. Mang theo rương, trực tiếp bơi ra biển. Trào. Một tiếng vỡ nước vang lên. Ha ha, hít sâu hai hơi. Tô Hải xách vali phá vỡ mặt biển, bơi tới bên cạnh thuyền đánh cá. Thả người một cái, trên biển Tô Hải đánh cá. Đơn giản lau chùi vết nước trên người một chút. Tô Hải trực tiếp đem cái rương màu đen này mở ra. Két một tiếng. Trong nháy mắt cái rương mở ra, hơn trăm khối gạch trắng chồng chất tinh tế hiện ra trước mặt Tô Hải. Chính xác mà nói, đây là từng khối bột trắng được bọc trong màn nhựa. Nhìn qua, hơi giống bột mì. Tô Hải có chút mơ hồ. Bột mì Tây Tạng. Giá trị kinh người. Mấy từ then chốt được Tô Hải liệt kê ra. Chỉ một lát thôi. Tô Hải liền cho ra một khả năng làm cho người ta khiếp sợ. Những thứ trước mắt. Không phải bột mì, mà là ma túy. Rất có thể là heroin. Giá trị cao ngất ngưỡng, hơn nửa đồng dạng là dạng bột phấn. Dù sao cũng chỉ cần 6 gram là có thể dẫm lên máy mây 3 năm. Được A, à, đây là càng ngày càng hình phạt A. À. Ánh mắt Tô Hải nhìn về phía biển sâu. Xa xa, mặt biển xanh thẳm mênh mông vô bờ thuyền đánh cá lẻ loi trôi nổi trên mặt biển rộng lớn, tịch mịch vô cùng. Tin tốt là không ai phát hiện ra hắn. Tin xấu là... Hắn gặp chuyện rồi. Đây chính là ma túy. Đằng sau ma túy đại biểu, nhưng là buôn ma túy không sợ chết. Bọn họ chính là có người. Tô Hải sau khi lặn xuống nước vốn có chút mát mẻ, trực tiếp ngáp một cái. Cũng may bị gió biển thổi qua, người thứ hai bị nghẹn trở về. Không đúng, Hắn đang suy nghĩ cái gì a? À? Không phải là phát hiện ma túy sao, trực tiếp báo cảnh sát là được. Chẳng lẽ còn sợ trả thù? Hắn sợ trả thù, những cảnh sát chống ma túy sinh động ở tuyến đầu, sách đầu làm việc sẽ không sợ trả thù. Là loại cảnh sát hy sinh nhiều nhất trong thời bình, cảnh sát chống ma túy cũng là người. Hắn Tô Hải nếu có thể giúp được bọn họ, cũng không nên sợ đông sợ tây. Nghĩ vậy, Tô Hải trực tiếp móc điện thoại ra bấm số điện thoại tố cáo ma túy. Xin chào, tôi là Tô Hải, tôi nghi ngờ phát hiện một lượng lớn heroin cách Lâm Hải tỉnh Đông Quảng khoảng 15,3 hải lý. Tô Hải vừa dứt lời. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng kinh hô. Ngươi nói cái gì? Heroin. Ngươi đem phát hiện trải qua, cùng ta nói một lần. Nghe được tiếng khiếp sợ ở đầu dây bên kia, Tô Hải đem chuyện đã xảy ra đại khái kể lại một lần bất quá lúc tô hải nói ẩn đi năng lực thấu thị của mình chỉ nói là xuống biển đánh cá ngoài ý muốn phát hiện mà đầu bên kia điện thoại nhân viên liên lạc trải qua phân tích nhiều lần xác định tô hải không có loạn báo cảnh sát bởi vì sáu ngày trước bọn họ ở vùng biển tô hải bắt được một nhóm nhân viên buôn lậu thuốc phiện nhưng bởi vì không tìm được chứng cứ cho nên người liền thả ra nếu lời tô hải nói là thật vậy ma túy trong cái rương này rất có thể chính là do đám buôn ma túy lúc trước ném đi. Đồng chí Tô Hải, xin hãy dùng tốc độ nhanh nhất để đảm bảo an toàn tính mạng bản thân. Tôi lập tức an bài cảnh lực tiếp ứng cô. Được rồi, tôi đang cập bến. Sở chống ma túy tỉnh Đông Quảng. Phòng chống ma túy nhị khoa, sương khói lượng lờ. Hô. Một ngụm khói phun ra từ miệng. Xoa xoa đôi mắt phủ kín tơ máu, đồng chí Vương Đại Khánh nhét mông thuốc lá trong tay vào trong gạt tàn thuốc không chứa nổi. Cứng rắn nhét xuống, còn đem hai cái tàn thuốc cho nặng ra. Mẹ nó. Một câu thô tục từ trong miệng Vương Quốc Khánh phun ra. Sau đó vỗ một cái lên bàn, phát ra một tiếng bành trầm đục. Lực đạo to lớn, chấn động mấy tàn thuốc đều nhảy dựng lên. Sáu ngày rồi, không có động tĩnh gì cả. Các ngươi làm cái gì ăn? lời nói của Vương Quốc Khánh, vang vọng phòng chống ma túy nhị khoa. Ngoại trừ Vương Quốc Khánh, những thành viên khác cũng buồn bực không gặm. Trước đó nhận được báo tuyến. Có buôn bán ma túy ở Đông Quảng. Vương Quốc Khánh mang theo tổ viên, liên hợp với cảnh sát biển trực tiếp giữ thuyền lại. Kết quả lục soát nửa ngày, ngoài trừ cá thối tôm nát, cái gì cũng không tìm thấy. Nhưng làm Vương Quốc Khánh tức giận. Vấn đề là bắt trộm, bắt bẩn bọn buôn ma túy có kiêu ngạo hơn nữa chỉ cần bọn vương quốc khánh không có chứng cứ thì không thể bắt người nhưng biển trọng mênh mông như vậy khả năng có thể tìm được chứng cứ cực kỳ xa vời mà cấp trên lại cho bọn họ thời gian hạn định trong vòng một tuần phải phá án mà hiện tại cách kỳ hạn một tuần chỉ còn lại có một ngày hôm nay không có bằng chứng tình hình bây giờ làm sao phá án Vương Đại Khánh sau đó nghiến răng ken két trung động. Những cảnh sát khác trong khoa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Đánh chết cũng không dám vào lúc này, đụng bọn hắn Vương Đại đội trưởng rủi ro. Mà đúng lúc này, điện thoại bàn của phòng chống ma túy vang lên. Một vị cảnh sát trâu ria sầm xoàm nhận điện thoại. Này, phòng chống ma túy số 2. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Heroin. Được được, chúng ta lập tức đi qua. Cúp điện thoại, cảnh sát đang chuẩn bị lên tiếng. Nhưng mới quay đầu. Liền thấy được Vương Đại Khánh vây quanh ở một bên, ánh mắt trừng đến giống như chuông đồng, còn có những cảnh sát khác. Chương 3 Mang về cá lấy được, người nhà chấn kinh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bên bờ biển. Dưới sự hy vọng mòn mỏi của đám cảnh sát chống ma túy Vương Đại Khánh. Trên tuyến Hải Bình, rốt cục truyền ra ca dao êm tai. Đó là tại tâm âm, động cơ đi mờ hạ, dần dần cặp bờ màu lam cũ nát tiểu thuyền đánh cá. Mà ở trên thuyền đánh cá, còn có một người trẻ tuổi đẹp trai. Người trẻ tuổi này bộ dáng, căn bản không giống như là ngư dân, ngược lại càng giống là báo in tại tạp chí bìa mặt đại minh tinh. Bất quá, Vương Đại Khánh đã sớm thông qua nội bộ hệ thống, điều tra người này tất cả tin tức. Tám đời đi lên, đều là lương dân, là Tô Hải. Hơn nữa màu sắc của thuyền đánh cá phù hợp. Vương đội trưởng phát hiện ma túy thuyền đánh cá hẳn là cái này một chiếc. Một gã đội viên so sánh với thông tin thân phận tìm được, xác nhận. Mà Vương Quốc Khánh ở một bên nghe được, gật gật đầu, nhìn qua rất bình tĩnh. Nhưng ánh mắt Vương Đại Khánh lại bán đứng hắn. Ánh mắt sáng quắc nhìn thuyền đánh cá nhỏ dần cập bờ nếu không là nước biển hơi sâu, Vương Đại Khánh đều phải kéo thuyền đánh cá về bờ. Âm âm. Tiếng động cơ đi e gen nhỏ dần, cho đến khi biến mất. Mà thuyền đánh cá nhỏ lúc này, cũng đã cập bờ. Tô Hải thả người một cái, liền từ trên thuyền đánh cá đi xuống. Đám người Vương Đại Khánh đã sớm chờ đã lâu lập tức tiến lên. Vương Đại Khánh vươn tay về phía Tô Hải, nói ra. Chào đồng chí Tô Hải, tôi là đội trưởng đội chống ma túy Vương Đại Khánh theo nhân viên tổng đài báo cáo, chính là anh ở dưới biển phát hiện ma túy. Tô Hải cùng Vương Đại Khánh bắt tay, sau đó nói ra. Chào đội trưởng Vương, tôi là Tô Hải. Ma túy là thứ tôi tìm thấy. Vừa nói, Tô Hải trở lại thuyền đánh cá, trực tiếp đem màu đen vali cho sách ra. Chính là cái rương này. Nhưng ta cũng chỉ hoài nghi mà thôi, về phần có phải là ma túy thật hay không, còn phải trải qua kiểm nghiệm của các ngươi gật đầu, Vương Đại Khánh ngăn chặn kích động trong lòng, một tay tiếp nhận cái rương trong tay Tô Hải. Hiện trường mấy người nhanh chóng vây quanh. Cái rương mở ra, trên trăm viên gạch trắng liền hiện ra trước mặt mọi người. Nhìn phương thức đóng gói kinh điển này, ánh mắt cảnh sát chống ma túy sáng lên. Chỉ nhìn bao bì, khả năng là ma túy 89 phần 10. Bất quá, còn phải kiểm tra một chút. Trong đó một vị cảnh sát lấy ra một khối gạch trắng, cẩn thận mở ra sau đó ngửi một chút. Vương đội, là heroin. Độ tinh khiết còn rất cao. Nghe này. Đôi mắt Vương Đại Khánh vốn đang rủ xuống, trong nháy mắt bộc phát hàng quang. Tốt lắm. Một tiếng hét lớn. Làm cho Tô Hải gần đó đều hoảng sợ. Tiếp theo, bàn tay cực lớn của Vương Đại Khánh liền vỗ lên vai Tô Hải. Đồng chí Tô Hải, anh rất tốt. Trong lời nói, Vương Đại Khánh trực tiếp giơ ngón tay cái cho Tô Hải. Ra biển bắt cá, cư nhiên vớt ma túy ra. Vương Quốc Khánh làm cảnh sát nhiều năm như vậy, nói thật, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tô Hải cười cười, nói. Đều là việc nên làm. Nghe được Tô Hải nói, Vương Đại Khánh lập tức xua tay. Không có gì là không nên, ngươi cung cấp manh mối cho chúng ta, sẽ có phần thưởng tương ứng. Một thùng heroin này, trọng lượng hẳn là khoảng 50 cân. Ta đoán, ngươi có thể nhận được phần thưởng 10. 20 vạn. Tiểu Lý, cậu dẫn đồng chí Tô Hải đến cục hoàn thiện khẩu cung, sau đó điền vào tin tức tố cáo. Những người khác, đi theo ta. Một thân lệnh hạ. Vương quốc Khánh mang theo mấy người mang theo cọng tay cái rương màu đen, trực tiếp lên xe cảnh sát. Chào đồng chí Tô Hải, chúng ta cũng xuất phát đi. Tiểu Lý chào Tô Hải mở cửa sau xe cảnh sát tô hải không cự tuyệt gật gật đầu ngồi lên tiếng còi báo động ô lặp ô lạp vang lên tiểu lý mang theo tô hải đi đến cục cảnh sát mà vương quốc khánh một tay cầm thuốc lá một tay cầm tay lái mang theo một đám cảnh sát trực tiếp xuất phát bộ dáng ước chừng nửa giờ đơn giản ghi khẩu cung xong sau đó điền xong tin tức người tố cáo tô hải liền từ trong cục cảnh sát đi ra bởi vì có tin tức tố cáo của hắn đội trưởng vương hiện tại đã mang theo cảnh sát chống ma túy đi bắt người chỉ cần người bắt được hơn nữa tô hải tìm được ma túy dưới tình huống nhân tang đều lấy được vụ án liền có thể phá được về phần phần thưởng tố cáo lúc trước đội trưởng vương nói thì phải chờ sau khi vụ án kết thúc mới có thể cho hắn tô hải cũng không vội rời khỏi cục cảnh sát nhìn sắc trời có chút muộn tô hải cũng không chuẩn bị lại ra biển sau khi trở lại thuyền đánh cá bắt được con cá đầu đen mập mạp, liền đi về nhà. Làng chài không lớn, đại khái hơn 300 hộ gia đình. Đều nói dựa vào núi ăn núi, dựa vào biển ăn biển. Thôn Tô Gia đáng tin cậy, hiện tại ngoại trừ một ít lão nhân lớn tuổi, còn chèo thuyền ra ngoài đánh cá. Những người khác nếu không đi nơi khác làm việc, nếu không thì là trông coi một mẫu ba phần đất nhà mình trồng trọt. Đánh cá đã trở thành việc làm thêm của ngư dân cho dù là tô hải gia cũng giống như thế ngoại trừ ông nội quanh năm lưu thủ ở trong thôn ra những thân thích khác đều ra ngoài làm việc một năm cũng khó gặp được một lần bất quá gần đây vừa vặn nghỉ đông em họ tô tiểu bình thừa dịp ngày nghỉ về tới thôn ông nội cháu về rồi thanh âm tô hải vang lên ừ đã về rồi ở cửa gác cổng ông nội toàn thân đầy khói bụi cầm điếu thuốc hít vào góc tường nói. Ở phía sau ông nội, em họ Tô Hải Tô Tiểu Bình, một thanh niên 18-19 tuổi cũng đi theo. Anh, anh về rồi à? Hôm nay tình huống thế nào? Đánh được cá chưa? Tô Tiểu Bình vừa dứt lời. Ông nội bên cạnh cắn điếu thuốc, xoạch hai ngụm nói tiếp. Tình hình cá bây giờ không giống ngày xưa, anh trai em từ chức về nhà bắt cá, nuôi sống bản thân cũng khó. Trong lời nói, ánh mắt ông nội nhìn về phía bầu trời xa xa hắn làm sao cũng không nghĩ tới cháu trai của mình sao lại bướng bỉnh như vậy công việc tốt không đi hết lần này tới lần khác phải về nhà đánh cá hiện tại cái này ngư tình kém hắn cũng không muốn nói hơn nữa nếu là ngư tình trong biển tốt cho dù tốt một chút người trong thôn cũng không đến mức đều đi ra ngoài làm công a à. cắn điếu thuốc ông nội không nói gì nữa Tô Tiểu Bình ở một bên nghe được ông nội oán giận, xoa xoa góc áo, an ủi Tô Hải. "Ca, không có việc gì. Không phải không bắt được cá sao? Hôm nay không bắt được, ngày mai tôi đi theo anh." Dù sao nhiều người lực lượng lớn mà. Lời nói của Tô Tiểu Bình vang lên trong sân. Ông nội bên cạnh nghe được, đều nở nụ cười. Nhiều người và lực lượng lớn có thể hữu ích ở những nơi khác. Chỉ có đánh cá là vô dụng nhiều nhân thủ ngược lại không dễ bắt cá ít nhất hắn không xem trọng mà lúc này tô hải nhìn thấy biểu tình của ông nội còn có lời an ủi của tô tiểu bình cũng nở nụ cười không nói hai lời trực tiếp đem từ trong ao cá mang về ô đầu nói ra triển lãm ở hai người trước mặt ông nội tiểu bình nhìn xem đây là cái gì sau khi nghe tô hải nói ông nội hút thuốc liền meo meo một cái nhưng chờ sau khi thấy rõ. Đứng ngay tại chỗ. Ô đầu hoang dã. Chương 4 Tố cáo ban thưởng muốn xuống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ô đầu hoang dã. Thân là lão ngư dân, ông nội liếc mắt một cái liền nhận ra con cá sống động trước mắt. Hơn nữa, hắn còn nhìn ra đây không phải là chăn nuôi nhân tạo. Mà là ô đầu thuần hoang dã. Mang theo ánh mắt nghi hoặc, ông nội nhìn về phía tô hải hải tử đây là ngươi hôm nay ra biển bắt được tô hải cười hắc hắc vậy thì không tô tiểu bình ở một bên sau khi nghe được khiếp sợ đều nhảy dựng lên ta kháo ca ngươi thật bắt được cá ngươi cũng quá trâu bò đi trong lời nói trong ánh mắt tô tiểu bình nhìn về phía tô hải tất cả đều là ngưỡng mộ không hổ là anh họ hắn là một học sinh giỏi ở trường. Đi làm, cũng lăn lộn phong sinh thủy khởi. Bây giờ về quê đánh cá, cũng là vừa ra khỏi thuyền liền có thu hoạch. Lợi hại. Trong sự khiếp sợ của hai người, Tô Hải trực tiếp cầm ô đầu trong tay ném vải nước. Nước bắn lên vô số. Sau khi ông nội nhìn thấy, ngây ngẩn cả người. Hai ba cái, liền đem ô đầu cho trong vải nước lấy ra. Sau đó hướng Tô Hải hỏi. Hải tử ngươi làm gì vậy, hiện tại chợ cá còn chưa tan. Ô đầu này đoán chừng cũng có bảy tám cân, theo giá thị trường hiện tại ít nhất cũng có thể bán hơn một trăm A. Trong lời nói của ông nội, tiết lộ tư duy nông dân nhỏ. Hơn một trăm con cá, nên lấy ra bán. Cái này nếu đổi thành gạo, cũng đủ cho hắn ăn nửa năm rồi. Tô Hải nghe được, lại cười cười. Gia gia, cá này không bán, chúng ta tự mình ăn tô hải vừa dứt lời ông nội cầm điếu thuốc đã tới chuẩn bị nhìn xem xương cốt của cháu trai mình có cứng lên hay không thấy bộ dáng này tô hải vội vàng nói lão gia tử của ta ngươi sẽ không cho rằng ta chỉ bắt một con này nghe tô hải nói ông nội thả chậm động tác ánh mắt liếc tô hải hả một tiếng tô hải hừ hừ một tiếng mang theo ông nội và em họ tới bờ biển chờ hai người đến gần Tô Hải trực tiếp mở nắp bể cá ra. Nhất thời, cá trong ao số lượng kinh người không ngừng bơi ô đầu ngư, hiện ra ở hai người trước mặt. Hãy nhìn cảnh tượng này. Ông nội còn có Tô Tiểu Bình hai người, hai mắt đều trừng lớn. Nhiều như vậy. Ta kháo, ca ngươi vận khí bạo rạp A. À? Lại nói, ông nội, cá này bao nhiêu tiền một cân A. À? Ông nội bên cạnh cắn điếu thuốc, sau khi hút mạnh mấy hơi, nói ra. Đây là ô đầu hoang dã. Ít nhất 18 cân. Tiếng nói của ông nội vừa dứt. Tô Tiểu Bình ở một bên đã xưng cá, mọi người đều bối rối. Nhìn con cá lớn 7,5 cân được hiển thị trên cân. 18 một cân, cái này một cái liền. 135 khối. Một cái 135, vậy nơi này, ta đếm, nơi này 1, 2, 3, không đợi tô tiểu bình đếm rõ trong hồ cá này có bao nhiêu cá ông nội cũng đã cầm vớt con vớt toàn bộ cá đen trong ao ra sau đó ba người trực tiếp đi tới chợ cá tìm một vị trí trong hộp bọt cá ô đầu nhảy nhót vui vẻ máy tăng oxy không ngừng đánh ra bọt nước chỉ chốc lát sau trước mặt ba người liền vây quanh một đám người đây là ô đầu ông chủ bảy đồng một cân lấy cho tôi hai cái cái gì nha ngươi mỗi ngày làm ruộng mắt đều trồng mù đây là ô đầu hoang dã ông chủ con cá này bán tôi tôi ra mười tám cân trước hộp xốp mọi người bàn tán xôn xao có những lời đề nghị có người xem cá còn có tấm tắc lấy làm kỳ lạ dù sao cũng là ô đầu hoang dã ở chợ cá này coi như hiếm thấy ông chủ đầu đèn hoang dã mới ra nước đầu cá hầm canh bụng cá kho tàu mùi vị kia nhất tuyệt ta nói với ngươi hơn nữa đây là hoang dã ăn vào còn có một cổ umami được rồi tôi cân cho cậu hai cái ông nội đứng trước hộp xốp cột khói khô trong tay hiện tại biến thành lưới cá nhỏ thỉnh thoảng vớt cá cho người mua qua đường xem tươi mới những người mua đi ngang qua vốn định mua cá trắm cỏ về nhà nghe được ông nội thét to cũng mua một con ô đầu hoang dã về nhà thêm cơm tô hải ở một bên xem náo nhiệt muốn hắn bán hàng cũng không phải không được nhưng chắc chắn không có ông nội thuận buồm xuôi gió thường xuyên ở nhà nổ súng nấu cơm ông nội tự nhiên không thể thiếu cùng chợ lớn bác gái chào hỏi cho nên công phu mồm mép của ông nội nhất tuyệt hơn nữa tô hải bắt được những ô đầu hoang dã này chất lượng lại tốt từng miếng thịt béo ngậy vui vẻ vừa nhìn đã thấy rất mới mẻ mập mạp tươi mới thêm vào đó là oai vài từ được dán lên bất quá chỉ nửa giờ mấy chục cân ô đầu tô hải bắt được toàn bộ bán ra ngay cả khi bán những con cá cuối cùng mấy vị khách thao thiết tới muộn thiếu chút nữa đánh nhau thu dọn đồ đạc đi ba người về nhà cà màu tính đi mau tính đi hôm nay cá bán được bao nhiêu tiền trong sân nhà tô tiểu bình thừa dịp ông nội vừa ngâm nga bài hát vừa xử lý cá vây quanh tô hải liền hỏi tuy rằng cá bán đi đều ở trong tay hắn cân nhắc hết lần này đến lần khác nhưng hiện trường nhiều người như vậy trí nhớ của hắn cũng không tốt lắm tự nhiên cũng không có tổng số tô hải nhìn tô tiểu bình tràn đầy lòng hiếu kỳ cười cười con đi hỏi ông nội đi nghe này tô tiểu bình lập tức yểu siêu. không mang theo như vậy tốt xấu gì ta cũng ra phần lực đi tôi có quyền được biết ngay lúc tô tiểu bình tức giận bất bình thanh âm mang theo ý cười của ông nội từ phòng bếp truyền ra ăn cơm tiếng nói hạ xuống tô tiểu bình cũng không dám hỏi gì nữa nó không dám làm bậy trước mặt ông nội bằng không cán hút thuốc kia phải gõ vào xương đùi của hắn vậy gõ một cái cũng không dễ chịu. mười ngày nửa tháng đều phải quẹo chân đi. một lời không cẩn thận cũng có thể bị chó trong thôn chê cười. tô tiểu bình cũng không muốn rơi vào kết cục như thế. canh cá được phục vụ đầu tiên. sau đó là bụng cá kho tàu, cá trắng hơn nữa còn có một đĩa cải trắng nhà mình trồng. đơn giản nhưng không bình thường một bàn đồ ăn liền lên bàn. quy củ trong nhà tô hải chính là trên bàn cơm, không cho phép nói chuyện. Cho nên Tô Tiểu Bình cũng không dám hỏi chuyện tiền lời trên bàn cơm nữa. Chờ ăn uống no đủ. Lúc ba người ngồi vây quanh trước giường. Khâu thống kê mà Tô Tiểu Bình mong đợi nhất, cuối cùng cũng tới. 6,5 cân một con cá, thu 123,5 tệ. 18,9 cân hai con cá, thu tiền 340,2 tệ. Tô Hải lật xem ghi chép thu tiền, nói một nét. Ông nội đeo kính lão, liền cầm bút ký lông một bút. Rất nhanh, sổ sách coi như xong. Gia Gia nghiêm túc kiểm tra đối chiếu một chút, sau đó nhìn về phía hai người, nói ra. Tổng cộng là 785,3 cân cá bắt được. Bởi vì là cá đầu đen hoang dã, cá lần này cơ bản đều bán được 19 cân. Bất quá có chút khách nhân sẽ xóa sạch, cho nên tổng lợi nhuận ít đi một chút. Giá cả tổng cộng là 1 vạn 4.900 tiếng nói của ông nội vừa dứt, tô hải đã sớm biết kết quả, gật đầu cười cười. mà tô tiểu bình ở một bên cũng đã vung nắm đấm, hô hô kêu to. ta kháo một vạn bốn ngàn chín. lão ca ngươi ra biển một chuyến bằng ba ta hơn một tháng tiền lương a. ra biển đánh cá cũng quá lời đi. ông nội bên cạnh nhìn thấy cũng cười cười. tô hải về nhà đánh cá có thể có thu hoạch này anh vui mừng từ tận đáy lòng. Bất quá, vừa nghĩ tới mấy người một bữa cơm, ăn hơn 100 con cá. Ông nội vẫn có chút đau lòng. Tô Hải ở một bên nhìn thấy, tự nhiên là biết nguyên nhân. Gia Gia, người cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Tiếp theo, ngươi liền chờ mỗi ngày cùng ta đi bán cá đi. Dưới thanh âm của Tô Hải, Tô Tiểu Bình ở một bên hỏi. Anh, ngày mai anh còn ra biển không? Dẫn em đi cùng. Tô Hải cười cười. Được. Sáng sớm hôm sau, Tô Hải vừa mới thức dậy, ngay tại cửa sân nhà mình, thấy được thân ảnh quen thuộc. Đội trưởng đội chống ma túy số 2, Vương Đại Khánh. Không phải đội trưởng Vương đi bắt bọn buôn ma túy sao? Xem ra bọn buôn ma túy đã xa lưới rồi. Vậy nói như vậy, phần thưởng của hắn có phải cũng muốn xuống hay không? Mang theo nghi hoặc, Tô Hải đi lên phía trước, hỏi: Vương đội trưởng, ngươi tự mình đi một chuyến. Có chuyện gì quan trọng sao? Chương 5 Lần nữa ra biển, thả lưới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lạch cạch một tiếng. Bật lửa trong tay Vương Đại Khánh phun ra ngọn lửa. Ngọn lửa đốt các trắng ngậm trong miệng, Vương Đại Khánh hít sâu một hơi. Hơi hòa hoãn vẻ mặt mệt mỏi, Vương Đại Khánh nói ra. Mà túy ngươi phát hiện, chúng ta lại cho thả trở về. Vương Quốc Khánh vừa nói ra lời này. Tô Hải nhất thời sửng sốt, nói. Để lại rồi. Vương Đại Khánh gật đầu, đúng vậy, trải qua kiểm tra của chúng tôi, trong rương dấu thiết bị định vị GPS. Bọn buôn ma túy cơ bản đã xa lưới, căn cứ thẩm vấn bọn họ còn có nhân vật phía sau. Nghe nói như thế, Tô Hải mỉm cười. Xem ra, các ngươi là muốn thả dây dài câu cá lớn. Tô Hải vừa dứt lời, Vương Quốc Khánh liền cho ánh mắt khen ngợi. Theo chúng ta được biết, bọn họ đem đồ vật giấu trong biển ngoại trừ tránh né truy đuổi, còn có một mục đích, chính là giao dịch. Đem đồ đặt để lại, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến thu. Nghe vậy, Tô Hải sửng sốt một chút, hỏi: "Vương đội trưởng, loại tin tức này anh nói với tôi, không thành vấn đề." Vương Đại Khánh đem tàn thuốc trong miệng ném xuống đất, một cước dẫm tắt, nói ra: "Anh có quyền được biết." dừng một chút vương đại khánh tiếp tục nói nhưng vì lý do nào đó ma túy được đưa trở lại phần thưởng của ngươi có thể phải một thời gian ngắn mới có thể hạ phát kỳ thật đây mới là nguyên nhân chủ yếu vương đại khánh đến tìm tô hải lúc trước là hắn ở trước mặt tô hải nói tố cáo ma túy có phần thưởng kết quả tiếp theo lại bởi vì một loạt biến hóa dẫn đến muốn kéo dài vương quốc khánh vẫn có chút băn khoăn cho nên liền cố ý chạy tới một chuyến chính là vì nói chuyện này không có việc gì vương đội trưởng đây cũng là quy trình nên có tô hải lắc đầu ý bảo hắn cũng không quá để ý dù sao buôn bán ma túy không giống với tội phạm bình thường ảnh hưởng sâu xa một chút qua loa cũng không đánh được cho nên tô hải cũng hiểu ngươi hiểu là tốt rồi vương đại khánh gật đầu mở cửa xe ngồi lên suy nghĩ một chút anh vẫn hạ cửa sổ xe xuống dặn dò tô hải một câu tô hải chuyện kế hoạch nói với cậu cũng là bởi vì có liên quan đến cậu bất quá trước khi vụ án kết thúc tình huống liên quan vẫn phải giữ bí mật nói xong vương đại khánh để lại số điện thoại của mình lái xe rời đi nhìn chiếc xe cảnh sát rời đi tô hải lắc đầu xem ra phần thưởng của hắn còn phải chờ thêm một thời gian nữa Tô Hải vốn còn nghĩ tiền thưởng tới tay sau, liền đi mua cái lớn một chút thuyền đánh cá. Dù sao thuyền đánh cá nhỏ trong nhà có chút cũ nát, động lực cũng không đủ, gần biển bắt cá đã là không tệ rồi. Xa hơn một chút, một con sóng đánh tới, hắn phải đi cảm thụ một chút cái ôm của biển rộng. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Hắn còn có quan điểm. Hôm qua một ngày đã kiếm được hơn 10 ngàn. Trong khoảng thời gian này chịu khó một chút nhiều hạ mấy lưới, phỏng chừng không đến nửa tháng công phu là có thể gom góp được tiền thuyền. Huống chi? Vụ án này cũng không cần nửa tháng mới có thể phá được. Tô Hải nghĩ, thân thể đi vào trong sân. Tiểu Bình, cháu của em còn chưa uống hết sao? Lần sau ngươi chậm như vậy, ta sẽ không đưa ngươi ra biển. Tô Hải nói xong. Tô Tiểu Bình trong miệng còn nằm một miếng cháo liền chạy ra. Ăn xong rồi, ăn xong rồi bây giờ chúng ta xuất phát sao? Tô Hải gật gật đầu. Thu dọn đồ đạc, đi thôi. Nói xong, Tô Hải trực tiếp tìm ông nội xin chìa khóa điện ba bánh. Cửi ba vòng điện, Tô Hải mang theo Tô Tiểu Bình, đi tới bờ biển. Âm âm âm. Với tiếng động cơ đi e Thuyền đánh cá nhỏ lại phá sóng đi về phía trước. Tô Hải mang theo em họ Tô Tiểu Bình, chạy trong bọt sóng. Tô Tiểu Bình nằm trên bông tàu, Gió biển thổi, nhìn bầu trời, tiếng tán thưởng liên tục Thật thoải mái a. À. Tô hải nắm chắc bánh lái, trực tiếp đã hắn hai cước Dẫn em tới chơi không được Hãy đứng dậy và thu dọn lưới đánh cá Gãi đầu một cái, tô tiểu bình nhanh nhẹn bò dậy Hắc hắc, lập tức lập tức Một bên đáp lời, tay tô tiểu bình cũng không ngừng Bắt đầu thu dọn xong cái lưới dính vừa mua ở chợ tấm lưới dính này dài 100 mét, sâu 30 mét, là Tô Hải vừa bỏ ra hơn 500 mua ở chợ. Ngoài tấm lưới dính này ra, Tô Hải còn mua một tấm lưới dính dài 30 mét, rộng hơn 10 mét, tấm này rẻ hơn một chút, chỉ cần hơn 200. Lưới dính với quy mô khác nhau, tương ứng với các trường hợp khác nhau. Khi cá nhiều thì dùng lớn, cá ít thì dùng cá nhỏ. Cá ở gần mặt biển, liền dùng tay ném lưới. Chờ hôm nay lúc về nhà, Tô Hải còn chuẩn bị đi chợ mua lồng đất 100 mét. Lồng đất chính là do một lưới đánh cá cách cách cấu thành, bình thường khoảng 50cm một ô, sau đó một cái lồng đất chênh lệch không nhiều lắm chính là khoảng 10 ô. Bề mặt lồng đất này có rất nhiều lối vào, quê Tô Hải bên này gọi là đảo tu. Cá chỉ cần đi vào, sẽ rất khó đi ra. Bình thường sau khi đặt xuống trước, qua một buổi tối, sáng sớm ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã phải đi thu chỉ dựa vào may mắn, nhưng có thể giả vờ. Nếu có thể nổ tung, một buổi tối xuống dưới, phải mấy vạn đồng. Bất quá địa lung tương đối đắt, một cái kém không nhiều lắm liền muốn một hai trăm. Lúc Tô Hải nghĩ lại, Tô Tiểu Bình ở một bên đã sửa sang lại lưới dính. Chỉ chờ Tô Hải chỉ huy, liền có thể bắt đầu đánh cá. Hiện tại biển sâu, kém không nhiều lắm đến bốn năm mươi mét. Đi tiếp về phía trước, Tô Hải thấu thì sẽ không thể nhìn đến cùng. Hai ngày nay, Tô Hải cũng phát hiện thấu thị năng lực một cái cực hạn. Trước mắt chỉ có thể nhìn thấu độ sâu khoảng 60 mét. Sâu hơn một chút, chính là một mảnh tối đen, nhìn không thấy. Bất quá độ sâu 60 mét cũng rất kinh người. Chỉ cần ở gần biển, cơ bản đều đủ. Như nước biển bây giờ. Hiện tại có rất nhiều cá. Tô Hải cẩn thận quét qua từng cái một, phỏng chừng giá trị. Ước chừng hơn một phút trong phạm vi thấu thị của Tô Hải, xuất hiện một đám cá lớn. Tiểu Bình, đưa lưới đánh cá cho ta, thiếu chút nữa có thể xuống lưới rồi. Chương 6 Có chút thu hoạch, ngàn cân đầu nhang. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. CC Động cơ diesel bốc ra khói đen, sau khi rung vài cái thì hoàn toàn ngừng lại. Các tàu đánh cá mất điện và bắt đầu trôi nổi trên mực nước biển. Mà lúc này Tô Tiểu Bình, đã đem lưới gián đã sửa sang lại đưa cho Tô Hải. Nhận lấy lưới dính Tô Tiểu Bình đưa tới, Tô Hải cẩn thận thả xuống mặt biển. Bởi vì đàn cá cách vị trí hơi sâu. Cho nên Tô Hải thả lưới lớn sâu 30 mét. Sau khi thả lưới xuống, Tô Hải nhìn vị trí của đàn cá. May mắn hắn cũng đủ cẩn thận, đàn cá không bị quấy nhiễu. Đàn cá bơi lội dưới biển, đặc biệt nhạy cảm với động tĩnh trên mặt biển. Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, đàn cá lập tức sẽ chạy cho nên tô hải mới dừng thuyền đánh cá cẩn thận thả lưới như thế chờ lưới đánh cá kém không nhiều lắm toàn bộ thả xuống tô hải nói ra nào lấy mái chèo gỗ đưa mái chèo gỗ cho tô tiểu bình nhận lấy mái chèo gỗ tô tiểu bình đều sửng sốt một chút ca còn muốn chèo thuyền tô hải gật đầu đúng vậy như vậy mới không quấy nhiễu đến đàn cá trong lúc nói Tô Hải đã cầm mái chèo gỗ bắt đầu chèo. Tô Tiểu Bình ở một bên nhìn thấy, cũng học theo. Mái chèo không ngừng chèo, ước chừng chèo chừng 10 phút. Thuyền đánh cá đã đến vị trí Tô Hải dự đoán. Câu cá không đơn giản như trong hiện tượng. Cho dù Tô Hải có thể nhìn thấu mặt biển. Nhưng lưới dính hơn 100 mét này cũng không thể theo tâm ý của Tô Hải mà động. Cho nên thả lưới trước, sau đó mới đuổi cá vào lưới, đó là lựa chọn tốt nhất. Chèo thuyền với mái chèo bằng gỗ và không làm phiền đàn cá, chèo thuyền đến vị trí dự kiến. Tô Hải trong đầu qua một lần quy trình, cầm lấy cờ lê dùng sức vặn. Khói đen xì si, phát ra từ động cơ diesel. Tiếp theo thanh âm tầm ầm liền truyền ra. Cùng lúc đó, Tô Hải nhấn ga một cái. Mã lực của thuyền đánh cá nhỏ toàn bộ mở. Ngồi yên. Tô Hải nói một tiếng. Thuyền đánh cá nhỏ, ông, một cái, trực tiếp phá vỡ mặt biển. Chạy như bay về phía trước. Gió biển thổi vào mặt, quần áo Tô Hải bay vù vù. Tô Tiểu Bình lão đảo đỡ lấy lan can bên cạnh, cảm nhận được thuyền đánh cá nhỏ cấp tốc đi về phía trước, cười ha ha. Ca, thật sảng khoái a. Tô Hải nhếch miệng cười, một bên khống chế phương hướng, một bên thông qua quan sát thấu thì chịu khó. Chỉ thấy một đám cá phím ánh sáng nhạt kia, đã hướng về phía lưới dính cùng lúc đó chiếc phao nổi trên mặt biển bắt đầu rung động điên cuồng rõ ràng trúng cá rồi ngay cả tô tiểu bình bên cạnh cũng thấy được ta kháo ca trúng cá rồi lưới này mới thả xuống liền trúng cá ca ngươi trâu a trong lời nói tô tiểu bình là một mắt hai mắt lớn anh ấy hiếm khi ra biển nhưng câu cá như vậy hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp không chỉ Tô Tiểu Bình như thế, Tô Hải nhìn thấy phao không ngừng rung động kia cũng rất vui vẻ. Lưới này thu hoạch không đơn giản. Tô Hải điều khiển thuyền đánh cá đánh một vòng, trở lại phía trước lưới dính. Đóng chân ga lại, để động cơ đi chạy không tải, Tô Hải cầm một cái gậy buộc khuỷu tay, kéo một đầu lưới dính tới. Đến đây, Tiểu Bình, cùng nhau kéo lưới. Cũng không cần Tô Hải nói, Tô Tiểu Bình đã sớm chờ. Một phen kéo qua lưới đánh cá, hai người trực tiếp liền bắt đầu kéo. Lưới đánh cá liên tục kéo lên. Ước chừng cũng kéo chừng 10 mét. Bắt đầu có cá xuất hiện. Đó là từng con cá có thân hình bầu dục, trên người mọc ra một ít đống đen. Có dài có ngắn, cá lớn nhất dài hơn 30 cm. Mới nhìn thấy cá trong lưới bắt được, Tô Tiểu Bình liền ngây ngẩn cả người. Tà kháo, ca, đây là hoàng chỉ sao? cởi trói cho một con cá trong lưới. Tô Tiểu Bình trừng to mắt. Cá vàng không đơn giản. Là đông quảng bên này nổi danh Nguyệt Tử Ngư, dinh dưỡng phong phú, hương vị cực kỳ ngon. Đương nhiên, giá cả cũng cao, cá vàng phẩm chất tốt một chút, giá cả thậm chí có thể lên tới 7,80 không cân. Bất quá những con cá trước mắt này, khẳng định không phải cá vàng. Tô Hải nhận lấy con cá trong tay Tô Tiểu Bình, chỉ vào đầu cá tròn trị nói. Nhìn cái đầu cá này rất tròn, khẳng định không phải cá vàng. Dứt lời, Tô Hải đánh vây bụng con cá ra, ngươi xem, cũng không có gai bụng. Cái này vừa nhìn chính là hương đầu. Hương đầu, học tên là Hoàng Tích Kỳ, bề ngoài cực kỳ giống với Hoàng Kỳ Kỳ, tên cũng chỉ khác nhau một chữ. Một ít tiểu thương vô lương tâm, cũng bởi vì cái này, thích đem hương đầu coi như hoàng chỉ để bán. Phải biết rằng giá cả của hương đầu cũng chỉ bằng một nửa hoàng chỉ nếu bán thành công một cái, lợi nhuận có thể tăng gấp đôi. Nghe được lời nói của Tô Hải, Tô Tiểu Bình sửng sốt một chút. Sau đó nghiêm túc nhìn chầm chầm hương đầu trước mắt. Hình như là hương đầu. Bất quá, hương đầu này cũng không tiện nghi. Hương đầu của chúng ta, bán 30 cân cũng không quá đáng. Nghe được lời nói của Tô Tiểu Bình, Tô Hải gật gật đầu. Vậy thì không giá của hương đầu mặc dù không cao bằng hoàng chỉ. Nhưng mùi vị cũng không kém, đặc biệt là hương đầu hoang dã. Thịt tươi mới ngon miệng như nhau, nói là món ngon trong cá cũng không quá đáng. Được rồi, đừng nhìn nữa. Mau kéo lưới lên, xem còn bao nhiêu cá bắt được. Đợi lát nữa đi chợ sáng, thừa dịp cơ hội đều bán. Tô Hải nói xong. Tô Tiểu Bình cũng không nói thêm gì, trực tiếp ném hương đầu trong tay vào trong hồ cá mà thuyền đánh cá mang theo sau đó hai người cùng nhau kéo lưới hống hống lạp a à. hống hống lạp a à. bởi vì lưới đánh cá còn lưới cá hơn nữa nước biển cản trở tô hải tô tiểu bình hai người cùng nhau đều mất không ít công phu mới kéo ra toàn bộ lưới đánh cá được kéo lên một lúc trên bông thuyền đánh cá đều là âm thanh lạch cạch lạch cạch hàng chục con cá đang sống trên bông tàu. Ước chừng phải hơn một ngàn cân. Chương 7 Tán khách quy lực Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nhìn thuyền đánh cá đầy ắp cá Vẻ mặt tô tiểu bình mơ hồ Ca, nhiều như vậy Cái này không được hơn một ngàn cân a. Hơn nữa tất cả đều là hương đầu 31 cân, chúng ta cái này ra nằm biển, tình kiếm 3 vạn lúc nói đến đây ánh mắt tô tiểu bình đều biến thành bộ dáng đồng tiền bắt được nhiều cá như vậy tâm tình tô hải cũng không tệ nghe được lời của tô tiểu bình tô hải vừa cười vừa nói chúng ta đây là vận khí tốt lần sau thì không cần được rồi con gọi điện thoại cho ông nội chúng ta chuẩn bị trở về thanh âm tô hải hạ xuống tô tiểu bình lập tức lấy điện thoại ra lão gia tử chúng ta bắt được cá rồi Mau lên bờ, lát nữa bán cá. Cá gì? Ai, không nói cho ngươi biết. Trong lời nói, Tô Tiểu Bình trực tiếp cúp điện thoại. Tô Hải thấy một màn như vậy, vội vàng xoay đầu đi. Hắn đã có thể dự đoán được, chờ chút bộ dáng Tô Tiểu Bình. Chỉ hy vọng xương chân hắn cứng một chút. Nếu không ngày mai hắn sẽ phải ra ngoài một mình. Dưới BGM tầm âm. Chiếc thuyền đánh cá nhỏ đã trở lại bờ. Tô Tiểu Bình mang theo vẻ mặt tranh công nhìn về phía ông nội đang chạy tới. Không đợi hắn nói một câu. Ống hút thuốc của ông nội liền gõ vào đùi anh. Lão gia tử của ta, nhẹ một chút. Xương chân sắp gãy rồi. Một trận gà bay chó sủa, ông nội lạch cạch hút thuốc, vẻ mặt hài lòng đi tới. Gia gia, đây chính là thu hoạch hôm nay của chúng ta. Tô Hải mở nắp hồ cá ra. Lộ ra bên trong chật nít hương đầu chật chật, hương đầu, có thể a, à. cái này phải trên trăm cân đi, ta nói bình nhi tên này sao che giấu, còn không nói, tô hải gãi gãi đầu, mở nắp một cái ao cá khác ra, da, dạ, còn nữa, nhìn lại là hương đầu của một hồ cá, ông nội đã quên hút thuốc, ta kháo, còn có, cái này, ta kháo, hai cái ao cá này, không được hơn một ngàn cân, khá lắm ngươi ra biển một chuyến, lại kiếm được hai ba vạn. Xem ra ngươi thật đúng là có thiên phú đánh cá. Trong lúc tháng phục, ông nội cùng đám người tô hải, đồng loạt đem hơn một ngàn cân cá này khiêng lên ba vòng điện. Hi hi hi. Theo ba vòng điện phát động. Ước chừng chừng hai mươi phút. Mọi người liền đến chợ cá. Bởi vì sắc trời còn sớm, hiện tại mới hơn 11 giờ. Chợ cá người đến người đi, rất náo nhiệt mọi người tìm một vòng, tìm được một chỗ trống, dọn dẹp thùng cá, sau đó tăng oxy. Một quán cá nhỏ đã được dọn xong. Đi ngang qua đừng bỏ qua, hương đầu vừa ra biển nha. Thịt tươi mới, vị tuyệt nhất, hương đầu thuần hoang dã. Vài câu thét to mới ra. Chính xác mà nói, mấy người tô hải mới dọn xong sạp, đã có người đến gần xem. Hương đầu. Có thể a, à, phẩm chất này là dính lưới vớt đi nhìn bộ dạng này, mới ra nước. Tô Hải nghe được, cười nói. Ra biển không đến một giờ. Tô Hải vừa nói ra lời này, chính là chiêu bài tốt nhất. Phải biết. Thời gian ra biển càng ngắn, đại biểu cho cá càng tươi. Cái này bất quá một giờ thời gian, người nói vừa ra biển, đều có thể tính. Hơn nữa sắp đến giờ ăn rồi. Mọi người vừa mua cá, về nhà xử lý toàn bộ hấp. Cũng có thể toàn bộ canh cá, tươi như thế nào thì làm như thế đó. Thức ăn kia vừa lên bàn, cũng không cần kêu, hai ba cái toàn năng làm xong. Không phải nói tại nấu nướng như thế nào, mà là cá liền ăn một cái tươi. Tô Hải trước kia đi theo ra biển đánh cá thời điểm, liền uống qua. Bên này cá mới ra biển, một khắc sau liền vào nồi. Cho dù là tạp ngư, vị tươi kia cũng có thể làm cho người ta nuốt hết đầu lưỡi mà những khách thao thiết ở chợ cá này tự nhiên hiểu được mấu chốt trong đó chỉ trong chốc lát trước quán nhỏ đã chất đầy người hương đầu ra biển chưa tới một giờ khá lắm nhìn phẩm tướng tuyệt ông chủ cá này bán thế nào tôi cân mấy con ta cũng muốn ông chủ tôi bán cá anh rẻ một chút tôi bao hết rẻ một chút anh cút đi anh bao chúng tôi mua gì Nhìn hương đầu của Tô Hải phẩm chất quá tốt, một ít người bán cá còn muốn bao. Nhưng những khách thao thiết ở chợ cá này, sao có thể nhẫn nhịn? Hương đầu có phẩm chất tốt như vậy nếu bị người bán cá cướp, không chỉ có giá cả phải tăng, hơn nữa sau khi qua một tay, thịt cá có thể sẽ kém một chút. Vài cái công phu, trước mặt Tô Hải chỉ còn lại tán khách. Bất quá mặc dù là tán khách, nhưng đừng xem thường sức mua của họ. Ngươi một cái ta một cái bất quá chỉ hơn 10 phút hơn 1.000 cân hương đầu đều bị bán hết ông nội thậm chí còn không có cơ hội ra tay chuẩn bị tốt lý do thoái thác trả giá cũng không cần bạn nói bao nhiêu tiền họ sẽ trả bấy nhiêu tiền điều này dẫn đến vốn bán cho người bán cá chỉ khoảng 30 đồng một cân hương đầu hiện tại trực tiếp bán 35 cân chờ cá tất cả đều bị cướp xong mấy người ở hiện trường ngươi xem ta ta xem ngươi mới phản ứng qua hay lắm quên để lại cho chúng ta một cái tô tiểu bình tức giận vỗ đùi cá tươi như vậy a à, vẫn là hắn ra sức vớt cái này nếu là ăn không phải càng thơm sao ông nội ở một bên nghe được xoạch xoạch hút hai hơi thuốc thở dài không có việc gì hải tử có thể vớt lần này sẽ có lần sau về nhà đi ta làm cho các ngươi chút đồ ăn ngon Tô Tiểu Bình ở một bên sau khi nghe được, cũng thở dài. Chỉ có thể như thế. Nhưng. Thật sao? Tô Hải móc ra một cái túi nylon, hiện ra trước mặt hai người. Trong giải nhựa trong suốt, một cái hương đầu vui vẻ. Chương 8 Phóng mà lòng, bạo, bạo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhìn con cá đầu thơm vui vẻ trong túi nylon trên tay Tô Hải. Tô Tiểu Bình và ông nội hai người ánh mắt nhất thời sáng ngời. Ta kháo ca, ngươi trâu a, vẫn là ngươi lợi hại, cái này đều lưu lại. Nói cái gì, ngươi chờ chút cũng phải uống thêm hai chén canh. Trong giọng nói của tô tiểu bình tràn đầy hưng phấn. Ông nội bên cạnh nhìn thấy, cũng khẽ mỉm cười. Hương đầu thuần hoang dã. Hắn cũng đã lâu không ăn, ngồi lên ba bánh điện. Tô hải không vội vã về nhà trước, mà đi chợ một chuyến. Mua lồng đất 100 mét. Giá gốc 3.800. Bị da da ba tất không nát lưỡi, cho chém tới 3.380. Mang lồng đất về nhà. Ông nội bận rộn xử lý hương đầu. Thuận đường còn hái cải trắng trong ruộng rau nhà mình. Tự trồng rau thuần tự nhiên vô hại, ngoại trừ sạch sẽ, vị cũng bất đồng. Đặc biệt là bắp cải trắng. Ăn vào, giòn tan, thơm ngọt. Nhân lúc ông nội nấu cơm. Tô hải mang theo tô tiểu bình đi thả lồng đất vừa mua xuống. Dù sao sau khi thả lồng xuống, còn phải chờ. Hai cái lồng 50 mét, trực tiếp thả dọc theo bãi đá ngầm. Bởi vì có nguyên nhân thấu thị, tô hải vừa có thể bảo đảm thuyền đánh cá không đụng vào đá ngầm. Lại có thể bảo đảm vị trí đặt lồng thích hợp. Vị trí đặt lồng đất là tô hải nhiều lần suy tính qua. Không giống như đàn cá, tôm cua thường sống ở tầng dưới cùng của nước biển có đôi khi, cũng sẽ đứng ở trong khe đá không đi ra. Cho nên vị trí lòng đất, tốt nhất là trên đường săn Tôm Cua là tốt nhất. Có thể đặt ở trước cửa nhà bọn họ, vậy thì càng tốt. Mà Tô Hải thả những cái lồng này, cơ bản đều là ở vị trí Tôm Cua. Cho nên, lợi nhuận của những cái lồng này nhất định không thấp. Cất kỹ lồng, lái thuyền nhỏ. Hai người Tô Hải, Tô Tiểu Bình, về tới nhà. Về rồi à nào rửa tay đi chuẩn bị ăn cơm ông nội mang theo ý cười vừa ngồi sổng trước miệng giếng rửa tay vừa gọi hai người tô hải bên này vừa về đến nhà đồ ăn cũng đã xong tô hải gọi tô tiểu bình xếp hàng tiếp theo nước giếng mát mẻ rửa tay một bữa trưa ngon lành kết thúc lại đến phân đoạn tô tiểu bình mong đợi nhất tính sổ anh hôm nay hương đầu bán bao nhiêu tiền anh còn chưa nói Tô Tiểu Bình vẻ mặt chờ mong nhìn Tô Hải. Hắn đã sớm muốn hỏi. Nhìn lâu như vậy, hắn cũng có chút bội phục chính mình. Hương đầu ăn vào trong bụng còn chưa tiêu hóa, Tô Hải đã bị kéo vào người gác cổng. Ông nội cũng không ngoại lệ, cùng nhau đi vào. Theo thường lệ, Tô Hải xem tin tức thu tiền. Ông nội cầm bút ghi sổ. Không bao lâu sau, tổng sổ sách liền xuất hiện. 35.800 Nghe được con số này, Tô Tiểu Bình đều sửng sốt. Ta kháo, ba vạn năm ngàn tám. Lão ca, ngươi cũng quá trâu bò đi. Ra biển một chuyến, kiếm được hơn ba vạn. Ta cái đi. Trâu bò. Tô Tiểu Bình liên tục tán thưởng. Đối với tuổi của hắn mà nói, một nghìn đồng đều là một khoản tiền lớn. Hắn có thể tiếp xúc được tiền, tối đa cũng chỉ có một tháng tiền tiêu vặt. Khoảng một trăm. Tô Hải nhìn, cười cười, rút sáu tờ tiền mặt màu đỏ cho Tô Tiểu Bình. Cho ngươi. Nhìn tiền mặt màu đỏ trong tay, Tô Tiểu Bình ngây ngẩn cả ngươi. Ta. Của ta. Tô Hải gật gật đầu, đương nhiên rồi, cậu cũng ra sức theo. Đương nhiên không thể để cho ngươi đi theo uổng phí một chuyến. Nghe được lời này của Tô Hải, Tô Tiểu Bình đều muốn nhảy dựng lên. Hắn đi theo ca ca hắn ra biển, Vốn đánh cũng không quá ý nghĩ đùa giỡn Chưa từng nghĩ Cư nhiên còn có tiền lấy Trong lúc nhất thời Tô Tiểu Bình đều có chút cảm giác giống như trong mộng Mà Gia Gia ở một bên Thấy một mạng như vậy Cười cười, không nói thêm gì Số tiền này đều là Tô Hải kiếm Xử lý như thế nào cũng tự nhiên Là Tô Hải làm chủ Ca, địa lung chúng ta khi nào Thì đi thu A Đem mấy tờ tiền mặt cẩn thận Cất kỹ bên người Tô Tiểu Bình nhìn về phía Tô Hải, hỏi: "Cũng không thể đợi quá lâu, 3 giờ sáng liền xuất phát đi. Nếu bắt được cá cũng không tệ lắm, còn có thể đi chợ sáng sớm." Trong chợ, chợ cá mở cửa chia làm 3 khoảng thời gian. Giữa trưa, khoảng 11 giờ đến 12 giờ. Sau đó chính là buổi chiều, khoảng 5 giờ đến 7 giờ. Hai khoảng thời gian này, trước đó Tô Hải đều gặp cá cũng được bán với giá tốt nhưng muốn nói thời gian tốt nhất đương nhiên chính là chợ cá lúc sáng sớm về cơ bản là khoảng thời gian náo nhiệt nhất vô luận là khách lẻ hay là người bán cá đều đặc biệt nhiều nếu có thể bắt kịp phiên chợ trong khoảng thời gian này sau đó thu hoạch địa lung lại rất đủ đợt này phỏng chừng có thể kiếm không ít bóng đêm như mực điểm điểm tinh quang ba giờ sáng tô hải tô tiểu bình hai người đội đèn pha mang theo thiết bị chiếu sáng đánh cá ban đêm liền xuất phát. Tuy rằng thuyền đánh cá trong nhà cũ nát, nhưng thiết bị tương ứng cũng không ít. Tiếng động cơ ầm ầm vang lên. Thuyền đánh cá nhỏ phá vỡ mặt biển ánh sao, hướng về vị trí đặt lồng trước mà đi. Bất quá chỉ một hai mươi phút, thuyền đánh cá nhỏ đã đến vị trí lồng đất. Nhìn những chiếc phao màu cam nhấp nhô trên mặt biển. Tô Hải không có nhiều lời, trực tiếp cầm móc sắt móc một câu, liền đem lòng sắt móc lên. Tuy rằng lòng đất còn chưa vớt ra, nhưng dưới sự nhìn thấu của Tô Hải, đã thấy được thu hoạch. Lòng đất sắp đầy rồi. Chương 9 Hơn ngàn cân tông cua Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Anh, em tới hỗ trợ. Nhìn Tô Hải đã bắt đầu câu nệ, Tô Tiểu Bình bên cạnh cũng không nhàn rỗi. Tác động cơ đi đi, cũng đi theo giúp đỡ. Cái lòng này cũng không nhẹ một cái lồng dài năm sáu mét vẫn là khung xương kim loại hơn nữa từ dưới biển kéo lên còn có nguyên nhân nước biển thêm cá một cái lồng ít nhất nặng mấy trăm cân nặng quá đại ca có hàng tô tiểu bình vừa bắt đầu liền cảm giác không thích hợp đây tuyệt đối không phải là trọng lượng của lồng đất trống rất có thể là rất nhiều dưới thanh âm của tô tiểu bình theo tiếng nước chảy ra từ lồng đất đầu tiên cảnh tượng trong lòng cũng hiện ra. Từng con cua dương nanh múa vuốt trong lòng, hoành hành ngang ngược. Trong đó còn có một số cá nhỏ đi nhầm vào bị kìm cua kẹp chết. Ta kháo ca, thạch đầu giải. Đều sắp đầy rồi. Tô Tiểu Bình nhìn lòng đất, báo ra chủng loại cua bên trong. Cái lòng này, phần lớn đều là cua đá. Cua đá, có nơi còn gọi là cua đá. Vỏ cua có chút giống tảng đá ven đường, màu xanh xám ma ma ỉ lại tuy rằng lớn lên xấu xí nhưng hương vị cũng rất tốt béo tốt nhiều cao một ngụm liền bạo nước làm cho người ta lưu luyến quên về huống chi trong lòng bắt được những con cua đá này cái đầu cũng rất lớn ca những con cua đá này to quá ta xem trên chợ so với chúng ta nhỏ hơn đều bán bốn năm mươi chúng ta bán cái năm sáu mươi vấn đề không lớn a à? vừa kéo lòng đất trong nước tô tiểu bình vừa hỏi tô hải gật đầu không kém nhiều lắm nhưng giá cua đá phải xem được cái. Những con cua to như vậy, cơ bản đều là cua đá được chuyên ăn thịt, bán lẻ năm 60 vấn đề không lớn. Mà những con cua cái nhỏ này, cao béo nhiều, bán 41 cân cũng bình thường. Giống như lòng của chúng ta, ta đoán chừng phải hơn 100 cân. Nói đến đây, Tô Hải rất vui vẻ. Lúc này mới là cái lòng đầu tiên, đã có trên trăm cân cua đá. Cho dù tất cả đều là cua cái, dựa theo giá bốn mươi khối một cân mà bán một lồng này cũng phải mấy ngàn khối mà tô tiểu bình ở một bên sau khi nghe được tô hải phỏng đoán cúi đầu tính thầm một chút nhất thời sợ ngay người ta kháo chúng ta đây một cái địa lung bắc phải mấy ngàn khối mẹ của con phát tài rồi phát tài rồi tô hải mỉm cười ngươi là tiểu tham tiền đến đây trước tiên đem cái lồng này đều kéo ra tiếng nói vừa dứt hai người mạnh mẽ dùng sức trực tiếp đem cái lồng này cho toàn bộ đều kéo đến thuyền đánh cá trên cởi trói cho lồng đất. hai người đem toàn bộ số cá trong lồng đổ vào trong thùng. nhất thời, từng con cua mập mạp dị thường liền hiện ra. tô hải tin mắt trong đám cua đá này thấy được một con cua cả người hiện ra một chút màu xanh lam. nhanh tay lẹ mắt, một tay liền bắt con cua này ra. nhìn con cua trước mắt, tô hải nhếch miệng cười khá lắm, cua xanh. Bất quá xem ra như vậy hẳn là vỏ mềm. Cái nắp này vừa nhìn đã mềm nhũng rồi. Trong lời nói của Tô Hải, xoa xoa cái nắp cua xanh. Quả nhiên như lời hắn nói, mềm nhũng, không giống như là những con cua khác, rất cứng. Hơn nữa, con cua xanh này cũng không lớn. Tô Tiểu Bình nhìn thấy con cua này, lập tức nhích lại gần. Đáng tiếc, con cua xanh này lớn hơn một chút phỏng chừng chỉ một con này cũng có thể bán bảy tám mươi tô tiểu bình nói không sai cua xanh không giống với cua đá giá cả đáng kinh ngạc gặp phải ngày lễ ngày tết tặng quà giá cua xanh thậm chí có thể lên tới một hai trăm một cân thịt cua rất mềm vị tuyệt vời đồng thời còn có tác dụng bổ dưỡng bất quá con trong tay tô hải rất rõ ràng ngay cả thời kỳ thoát xác cũng chưa qua chống đỡ chết bất quá một hai bộ dáng Thả con cua xanh này ra, Tô Hải trực tiếp ném những con cua đá khác vào trong hồ cá. Đến đây, bắt đầu vớt cái lồng thứ hai. Trong giọng nói của Tô Hải mang theo một tia hưng phấn. Dưới năng lực thấu thị, hắn đã sớm biết thu hoạch trong lồng. Nhưng nhìn thấy cùng chân thật sờ đến, vẫn là bất đồng. Đặc biệt là thời điểm nhiều cá như vậy hiện ra trước mắt, loại cảm giác thỏa mãn này, tột đỉnh. Theo hai người không ngừng đem lồng đất vớt ra, nhiều con cá cũng xuất hiện. Mỗi cái lồng cơ bản đều chật ních. Cho dù không có bạo lung, cũng vô hạn tiếp cận. Thu hoạch tương đối phong phú. Mỗi một cái lồng. Nụ cười trên khóe miệng tô hải càng thêm vài phần. Mà tô tiểu bình ở một bên nhìn thấy một màn bội thu này, rằng cũng muốn cười đến rụng. Đặc biệt nhìn thấy trong ao cá trạng đầy bắt được, càng là vui vẻ. Ca, phát tài rồi. Chúng ta phát tài rồi. Tô Tiểu Bình hưng phấn dị thường. Một cái lồng chỉ có mấy ngàn đồng. Một cái lồng chỉ có mấy ngàn đồng. Đây đâu phải là bắt cá A, hoàn toàn là nhặt tiền A. Nhưng Tô Hải bên cạnh lại biết. Thu hoạch như thế, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Tôm cua, bình thường đều ở dưới đáy biển. Hiện tại mặc dù là gần biển, nhưng cũng có độ sâu ba mươi mét. Hơn nữa trong biển đá ngầm sang sát, những thuyền đánh cá khác bởi vì không biết tình huống trong biển sợ đụng vào đá ngầm, cho nên lúc thả lồng, chỉ dám thả thật xa. Dưới tình huống như vậy, cô có thể bắt được, đã ít lại càng ít. Mà tô hải lại khác, có thể hoàn toàn do thám tình huống dưới biển. Hắn thả lồng thì hoàn toàn dán sát vào đá ngầm. Có thể nói như vậy, hắn chính là đem lồng đất đặt ở trước cửa nhà cua. Cũng chính là như thế. Lần này địa lung mới có thu hoạch như thế. Tiểu Bình, gọi điện thoại cho ông nội, chúng ta chuẩn bị cặp bến. Chờ đem cái lồng cuối cùng cũng thu vào. Thuyền đánh cá bắt đầu trở về. Hơn một ngàn cân phụ trọng làm cho thuyền đánh cá vốn đã cũ nát, càng thêm không chịu nổi gánh nặng. Tô Hải nhìn, trong lòng càng thêm sâu sắc ý nghĩ đổi thuyền. Chờ đến khi hai người Tô Hải lái thuyền đánh cá nhỏ cập bến. Ông nội đã hút thuốc lá đang chờ. Bên cạnh hắn, còn có mấy chục khung cá trống không? xem thuyền đánh cá cặp bến. Ông nội xoạch 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 hút thuốc lá đi tới. Nhưng đến khi hắn nhìn thấy trên bông thuyền đánh cá tràn đầy tôm cua, cũng sửng sốt một chút. Trên bông tàu có rất nhiều tôm cua, thậm chí có không ít cua bò lên người tô tiểu bình. Kẹp kia kẹp xuống, kẹp tô tiểu bình đau đớn và vui vẻ. Chương 10 Bảo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lòng đất thu hoạch tràn đầy cả một chiếc thuyền đánh cá nhỏ cơ bản đều phải đầy ắp. Cu bò khắp bông tàu. Còn có một ít tôm da, cá tạp gì đó vui vẻ. Liếc mắt một cái, mắt đều muốn nhìn hoa. Hảo gia hỏa. Ông nội hút thuốc, trong lời nói phấn chấn không thôi. Loại tràn diện thu hoạch tương đối phong phú này, hắn cũng đã lâu không thấy qua. Lần cuối gặp là mười mấy năm trước. Nhưng đó vẫn là một chiếc thuyền lớn, mất một ngày mới vớt được. Mắt của ông nội, còn chưa lên thuyền, đã nhìn ra chủng loại tôm cua này. Đây là cua đá đi, kích thước này có thể A. À. Tùy tiện bán 40 cân. Cua xanh, bất quá cái này đáng tiếc, còn chưa mọc ra. Chật chật còn có hoàng chỉ. Ông nội hút thuốc lá, ở bên cạnh tôm cua, trong một sọc cá tô hải đơn độc buông ra, thấy được một con cá lớn cả người thon dài, hiện ra ánh bạc. Tô hải vọng nhìn ông nội, giải thích là một con cá vàng, trà trộn vào trong đàn cua vớt lên. Cũng may phát hiện nhanh, trễ chút nữa sẽ bị kẹp chết. Xem ra như vậy, còn kém chừng ba cân. Trong lời nói, Tô Hải cũng có chút may mắn. Cá trong đàn cua nếu phát hiện muộn hơn, đừng nói là bị kẹp chết, cho dù bị ăn cũng có thể. Dù sao cua cũng là động vật ăn tạp. Gia Gia nhẹ gật đầu, cái này hoàng chỉ cũng không đơn giản, muốn bán, cái này một cái phỏng chừng phải năm sáu trăm. Tô Hải nhớ rõ ngày hôm qua ra biển thời điểm, một lưới đi xuống hơn ngàn cân hương đầu. Lúc ấy Tô Tiểu Bình liền nhận lầm hương đầu, tưởng là hoàng kỳ. Cá hoàng bàn này đúng như lời ông nội nói, giá trị kinh người, ở địa phương còn là nổi danh cá tháng giêng. Dinh dưỡng phong phú, vị tuyệt mỹ. Thậm chí còn được mệnh danh là loại cá có vị ngon nhất gần biển. Giá cả cũng kinh người, một cái phẩm chất tốt mà tươi mới bán 7-800 hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy rằng giá cả khả quan, nhưng Tô Hải lại không chuẩn bị bán. Gia gia, cá vàng này chúng ta không bán, mang về nhà chúng ta tự nấu canh uống. Nghe được lời này của Tô Hải, Tô Tiểu Bình ở một bên ánh mắt sáng lên. Ta đồng ý. Giờ hai tay hai chân đồng ý. Ông nội nghe được, cũng cười cười. Được, hầm canh uống. Ta cũng thật lâu không có nếm qua hoàng chỉ hương vị rồi, giữa trưa cho các ngươi xuống bếp, làm cái hấp hoàng chỉ. Nghe nói như thế, mắt Tô Tiểu Bình sáng lên, trực tiếp nhảy dựng lên. "Yây." Tô Hải nhìn thấy, cười cười, nói ra. "Có điều cá vàng hấp nhất định là chuyện giữa trưa, bây giờ chúng ta phải thu hoạch cá trước đã. Xem có thể đi chợ sáng hay không, trực tiếp bán hết rồi." Ông nội gật đầu. "Nên như vậy." Hiện tại cũng không phải là ngày đánh cá. Bằng không bên bờ có rất nhiều người mua, đỡ phải chúng ta đi một chuyến. Tô Hải nghe được, gật đầu. Một bên kéo cá ra khỏi thuyền đánh cá, một bên thả lỏng ba vòng điện. Nhưng cũng không vội, chờ sau khi chúng ta đổi thuyền đánh cá. Bên bờ còn có thể náo nhiệt lên. Dưới lời nói của Tô Hải, ông nội gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Bên bờ này đã yên tĩnh thật lâu theo ba vòng điện dừng lại ở cửa chợ cá một thùng lại một thùng cá bị kéo vào hai ngày nay cá của tô hải đều được xử lý ở chợ cá này cho nên tự nhiên cũng có một ít khách quen đặc biệt là khi nhìn thấy những cái thùng đầy ắp này người bán cá gần đó đám tán khách lập tức vây quanh lão tô à hôm nay hai người thu hoạch nhiều như vậy sao lớn như vậy tất cả đều là cô đá cái này không được hơn một ngàn cân hâm mộ à hiện tại ngư tình này còn có thể bắt được nhiều cua như vậy mọi người bày sạp gần đó nhìn thấy những thứ này bắt được tiếng thán phục tiếng hâm mộ liên tục so sánh với nhau bọn họ trong thùng cá không nhiều lắm bắt được cá giống như không thể nào lấy ra tay đám người tô hải sau khi đem đồ đạc đều dọn xong cũng bắt đầu bán hàng bất quá cũng không cần bán nhìn thấy tôm cua sôi nổi này Vừa nhìn đã biết cực kỳ mới mẻ Đặc biệt là những khách lẻ Hai ngày trước đã mua tô hải bắt được Càng biết rõ lần bắt được này Cũng không đơn giản Top 5 top 3 người sau khi nhìn thấy Nhất thời liền vây quanh Chật chật, phẩm chất này không tệ à Ông chủ lại đi biển về à Còn cua đá này có thể Con này phải hai ba lượng đi Tà kháo, còn có hoàng chỉ Một tiếng kinh hô vang lên trong đám đông có người hỏi giá, có người xem hàng. Có người đã lấy điện thoại di động ra chuẩn bị thanh toán. Cô đá được dưới 2 lạng 45 cân, vượt qua 2 lạng 65 cân. Cô đá cái không nhìn đầu thì 45 cân. Tông vỏ 47 cân. Cá vàng không bán. Giá cả vừa mới nói ra. Rào một tiếng. Đám người lập tức vây quanh. Những người đến sớm chen chúc ở bên trong, mà sau đó chỉ có thể kiển chân đi vào bên trong. Một quán cá nho nhỏ, vây quanh là ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm cối. Các tán khách thấy một màn như vậy vội vàng xuống tay. Loại hải sản này trực tiếp lấy lớn là không sai. Về phần tươi mới, nhìn bộ dáng cô này kẹp người là biết, tuyệt đối tươi mới. Chợ cá buổi sáng rất đông người. Ngoại trừ một bộ phận tán khách bên ngoài, còn có một ít hải sản thị trường nhị đạo con buông càng hoặc là một ít đại tử lâu mua sắm, đều có. Khách lẻ mua cá bắt được, còn phải suy nghĩ một chút nhân số trong nhà, ăn bao nhiêu. Mà những tử lâu kia mua sắm thì không giống nhau. Muốn chính là hàng tốt, hơn nữa tươi mới. Nhìn những con cua đá to đùng kia, những người này động một chút là mua hơn 10 cân. Thậm chí còn có, trực tiếp chỉnh hơn 100 cân, trả tiền rồi đi một ít tiểu lâu mua sắm xem tô hải bắt được cũng không tệ, thậm chí còn trao đổi phương thức liên lạc. Nói thẳng có hàng tốt trực tiếp gọi điện thoại liên lạc, tuyệt đối không chênh lệch giá. Mấy thùng lớn bắt được, nói tóm lại phải hơn ngàn cân. Nhưng ở chợ cá sáng sớm này, bộ dáng hơn một giờ, liền toàn bộ bán hết. Ông chủ, cho tôi con cá vàng này. Ta cho ngươi giá một trăm một cân. Một người đàn ông địa trung hải bụng lớn nhìn chầm chầm con cá vàng trong tay Tô Hải, ánh mắt cực nóng. Dưới tình huống bình thường, giá vàng chỉ 7-80 cũng lên tới đỉnh. Mà người này lại trực tiếp cho tới trăm một cân. Tô Hải nghe được, trực tiếp lắc đầu. Cá vàng không bán, chúng ta tự giữ lại ăn.